Rồi, cuối năm Phúc Ngô chỉnh sửa một cái bonsai gió lùa. Phúc Ngô cái này con. Bonsai gió lùa. Rồi, ok. Mình quay lên cho các bạn xem chiêm ngưỡng Phúc Ngô làm dây kẽm và một số tay cành với dáng gió lùa rất là hay. Nếu bạn nào thấy hay thì hãy cho Phúc Ngô và hãy vũ một like để cổ động tinh thần của anh em các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.